Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quyết định, Tiểu ban văn kiện gồm 22 người, trong đó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm trưởng tiểu ban, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải làm phó trưởng tiểu ban thường trực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc làm phó trưởng tiểu ban. Tiểu ban văn kiện có tổ biên tập giúp việc do trưởng tiểu ban đề xuất và thường trực thành ủy quyết định. Tổ biên tập giúp tiểu ban văn kiện tổ chức nghiên cứu các chuyên đề có liên quan, trực tiếp soạn thảo, biên tập, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng, Cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12. Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định thành lập Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ biên tập văn kiện gồm 13 người, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải là Tổ trưởng. Theo chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 sáng ngày 28 tháng 5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến tranh luận là việc tòa án nhân dân tối cao, cơ quan chủ trì soạn thảo, đề xuất đổi tên tòa án nhân dân cấp tỉnh thành tòa án nhân dân phúc thẩm, tòa án nhân dân cấp huyện thành tòa án nhân dân sơ thẩm. Một số ý kiến tán thành đổi mới hệ thống tòa án nhân dân theo thẩm quyền xét xử như đề xuất trong dự thảo và đề nghị quy định cụ thể các vấn đề liên quan như quan hệ giữa tòa án với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Ngược lại, một số ý kiến không tán thành, có ý kiến thì đề nghị thí điểm về tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử tại một số địa phương. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho hay, việc đổi mới tòa án nhân dân cấp tỉnh thành tòa án nhân dân phúc thẩm, tòa án nhân dân cấp huyện thành tòa án nhân dân sơ thẩm, nhưng nhiệm vụ và quyền hạn của các tòa án lại không thay đổi. Theo đó, các tòa án vẫn gắn với đơn vị hành chính huyện, tỉnh Tòa án nhân dân phúc thẩm vẫn xét xử, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm một số vụ án, vụ việc. Quy định như dự luật chưa đáp ứng chủ trương nghị quyết 27 về hoàn thiện cơ chế để khắc phục tình trạng quan hệ giữa các cấp tòa án là quan hệ hành chính, đảm bảo độc lập giữa các cấp xét xử, đảm bảo tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử. Theo ủy ban thường vụ quốc hội, việc đổi như trên cũng không thống nhất về tổ chức của các cơ quan tư pháp khác ở địa phương. Mặt khác, phải sửa đổi nhiều luật có liên quan, nhất là các luật trong lĩnh vực tư pháp. Để bảo đảm tinh thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời phát sinh nhiều chi phí khác như sửa con dấu, biển hiệu, các loại biểu mẫu, giấy tờ. Do đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên quy định của luật hiện hành về tòa án nhân dân tỉnh và tòa án nhân dân cấp huyện. Sáng ngày 28 tháng 5, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi về tham dự và hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp, trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết có ý kiến đề nghị quy định hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp như luật tố tụng hiện hành, có ý kiến đề nghị ra soát quy định để không trái với nguyên tắc tòa án xét xử công khai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hoạt động thông tin theo quy định của pháp luật, bảo đảm tôn nghiêm tại phiên tòa tạo điều kiện cho hội đồng xét xử điều hành tốt phiên tòa, không bị phân tâm bởi các yếu tố khác. Đa số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh lý theo hướng việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của hội đồng xét xử tại phiên tòa, phiên họp phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quy định, đồng thời bổ sung quy định về việc tòa án ghi âm, ghi hình toàn bộ diễn biến phiên tòa, phiên họp. Đây là phương án 1 được trình xin ý kiến Quốc hội. Một số ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng quy định về ghi âm, ghi hình tại phiên tòa, phiên họp trong dự thảo luật là hẹp hơn so với quy định của các luật tố tụng, để tạo thuận lợi cho hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp, đề nghị giữ như quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, phương án 2 không quy định khoản 3 và khoản 4 điều 141 trong dự thảo luật mà thực hiện theo quy định của luật tố tụng và pháp luật có liên quan. Góp ý về nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tỉnh Hải Dương nhấn mạnh thực tế cho thấy rất nhiều vụ việc vụ án được đưa tin tràn lan trên báo chí mạng xã hội internet một cách không chính thống cùng với đó là các ý kiến trái chiều từ rất nhiều người dùng mạng xã hội tạo những tác động và áp lực không nhỏ đến người tiến hành tố tụng tham gia vụ án có ảnh hưởng tiêu cực đến công tác xét xử công tác tuyên truyền pháp luật và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền cá nhân quyền con người bà đề nghị cân nhắc không nên chỉ giới hạn việc ghi hình ảnh mà cần giới hạn cả việc ghi âm nguyên tắc công khai là công khai toàn bộ phiên tòa không chỉ là thời gian khai mạc tuyên án hay công bố quyết định nhưng nếu để người dân tự do ghi âm ghi hình trong cả quá trình xét xử sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử vì ít nhiều tạo sự lộn xộn hơn nữa với những phiên tòa xử án ly hôn án kinh doanh có nhiều bí mật đời tư bí mật doanh nghiệp kinh doanh nếu ghi âm ghi hình tràn lan rồi đưa thông tin đã cắt gọt lên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các cá nhân tổ chức liên quan cũng bày tỏ đồng tình có quy định ghi âm ghi hình như dự thảo song đại biểu phạm văn hòa thuộc đoàn đồng tháp đề nghị chỉnh lý theo hướng với phóng viên thuộc các cơ quan báo chí ghi âm, ghi hình bị can, bị cáo nếu được sự đồng ý của bị can, bị cáo. Ông Phạm Văn Hòa nói thêm, nhưng báo chí ghi âm, ghi hình phải đúng, rõ, chịu trách nhiệm về bản ghi âm, ghi hình của mình. Tổng biên tập chịu trách nhiệm trong việc sử dụng ghi âm ghi hình. Đại biểu Dương Minh Ánh ủng hộ phương án 1 bởi quá trình xét xử có nhiều thông tin, chứng cứ công bố tại phiên tòa cần được hội đồng xét xử xem xét, quyết định trong bản án. Hơn nữa, quy định trên cũng đảm bảo sự nghiêm túc của phiên tòa. Những người tham gia tố tụng không bị phân tâm, đồng thời bà cũng đánh giá cao việc bổ sung quy định tòa án ghi âm, ghi hình toàn bộ diễn biến phiên tòa, phiên họp để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Đại biểu Nguyễn Thành Nam thuộc đoàn Phú Thọ đề nghị chỉnh lý theo hướng, việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án công bố quyết định khi có sự cho phép của chủ tọa phiên tòa. Theo đó, trường hợp ghi âm, ghi hình ảnh của người tiến hành tố tụng khác, người tham gia phiên tòa, phiên họp thì phải có sự đồng ý của họ và sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa phiên họp. Ngày 28 tháng 5, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định số 458 về việc phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 5. Ngày 19 tháng 4, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10 đã bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân khóa 10 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiệp. Theo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, lý do bãi nhiệm là ông Trần Văn Hiệp đã vi phạm pháp luật, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ vào tháng 1 năm 2024. Ngày 2 tháng 1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tội nhận hối lộ. Việc khởi tố ông Hiệp là kết quả điều tra mở rộng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Cơ quan điều tra xác định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 27 tháng 1, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông trần văn hiệp